Vâng, xin chào các bạn đã đến với Đột Kích TV. Mình là Pino. Và đây mình sẽ test khẩu M4A1 Predator. Và các bạn xem mình thể hiện nhé. Ồ, bạn này có zombie nữ này. À nhầm, nó nhầm zombie và chiến binh nữ. Mình cứ tưởng anh to xác cơ. Hello. Đâu? Ôi, có khe à? Bác nhìn, lạ vãi. Bác làm mát là gì nhỉ? Vườn học sinh à? Thế nhưng mình giá ấy. Khẩu anh lấp lánh này. Mang mang nó còn thở thở nữa. Nhìn đẹp phết các bạn. Ô, gõ nhanh hơn mấy con kia này. Đồ chưa kịp ấy ban đầu làm bay mình đi xe mát nhỉ, mình mới vào mình cũng biết được trong này có nhà ấy ai không, mở cửa ra. Đồ quá à, chúng mày bàn làm gì, tao đang nhìn đi xe mát mà. Oh, trong này có nhà này để tao uống tao không ai đâu. Cổ to như thế này thì anh tin được chỗ nhảy ấy. Ồ, thanh niên là đứng đây này để cho quả bom. Đây này cái gì nhỉ, đây à? Tưởng uốn uốn như là rắn này. Ồ, không đi được này. Trời bị chắn rồi. Ồ, đây có hồ à, sao nhìn chẳng thấy có nước, nhìn như kiểu không có nước ấy. Ồ, đây có cái chòi à. Chỗ nghỉ chân này, ngủ phát này. Con mạch. Ồ, đây cũng có nhà này. Vâng, cái bố M4 này rất đẹp các bạn. Mình nghĩ chắc đây là khẩu M4 đẹp nhất rồi. Đạn thì cũng nhiều. Mình nghĩ chắc là ngon đấy. Thằng bắn xem nào nào. Nó xanh lè, ui. Kiểu cáo quá, bắn giật quá. Headshot. Thằng đầu tiên. Đủ con dè. Ô, sao mày để cho tao con nó? Bắn làm gì? Thôi, đứng đây mày cái hết tao à? Đồ, tao mày rực rú, các thanh niên toàn vào đây trốn. Nhìn khó chịu vết đấy. Đồ đâu rồi? Chả đang nào đây, đây. Đây, để tao cover mày nhá. Ui, thằng tóc đỏ. Một gõ. Alo. Đẹp thế nhỉ? Gặp ngay thằng hồi sinh. Ê, đánh cho anh sờ cái. À đâu. Thằng thằng thể lè thò lò đỏ này ăn nó nhanh đấy. Cướp hàng này. Thấy bà khẩu 14 này nhảy rất cao. À nhảy cao chứ không phải là rất cao. Mình cũng chưa test. Để mình chưa test xem. Không phải, ra phết đấy. Nhảy cao phết. Xa phết. À đúng. Ok, cầm dao cũng nhảy được. Đẹp. Được rồi. Nhưng mà mình cảm giác là nó nhảy rất là, nó nhảy cao hơn. Khẩu M4 này ngon đấy các bạn ạ. Thấy đạn rõ là nhanh. Công nhận, đây là khẩu M4 tuyệt vời. Tất nhiên mình cũng chắc được sở hữu rồi. Một con nữa. Hai con. Ủa chứ mày thấy tao ngon này, mày ra đây làm gì này? Không mày không sợ chết à? Mình phải bắn nó, không phải gọi chết. Ba con.
Nào, vào đây. Ủa, định dụng anh ạ. Chú không sợ chết này, bốn con. Yeah. Nào, dụ nào. Vào đây. Anh trên này. Có tơ đâu. À, nào, vào đâu. Vào đây. Có sao không để cái mình nhảy rõ nhẹ sao nhỉ? Sao nhỉ? Đỏ, các bạn thỏ đỏ đỏ gì không? À, các bạn có nghe câu thỏ đỏ mũi xanh nhá. Bắt riêng được em heo. À, đang nói giờ nhỉ, thỏ đỏ là thằng thỏ đỏ mũi xanh ấy. Nhưng mà đây nó không màu xanh mà màu đỏ là mình gọi nó thỏ đỏ đỏ. 10, 9, 8, 7, 6, lấp lánh đẹp thế. 5, 4, 3, 2. Trong trong nhìn như kiểu là nó chạy tạo rêu ấy nhá. Hay vậy. Đâu như màu đỏ cả. Ui, vào đây, vào đây. Thỏ lò xanh, vào đây. Thỏ mũi xanh. Đồ, mày giúp làm gì? Cái tao con đó à? Đồ, trời bời vãi. Rồi, chúng mày đứng trên này thủ cầm thế. Rồi đây, đợi chờ anh. Xuống đấy chơi với anh. Alo. Thế mà mình kẹt tới à? Điều gái. Thủ dâm này. Thẳng tới đấy. Ok, kìa, tốc độ chuột. Bắn để tốc độ chuột không quá, quay không được. Ok. Nhìn. Bay. Chuột mình là chuột chuyên bằng tay. À, mình để chậm nên là nó quay chậm quá. Đấy, bắt đấy. Đồ. Mày cái thằng này, sao mày hẳn tao? Hẳn tao hẳn mày à? Ô, mình quên nó mua. À, nó bảo bom gold này. Thế bảo có lẽ bom ném nó mù lâu hơn. Chưa biết, thì cho bọn Zubai xem. Cho bọn Zubai ăn mù xem. Chúng nó đập đầu tường. À đủ, tôi xong rồi. Lại mày. Hết mày làm con xa thỏ lò đỏ, giờ làm con thỏ... À, con xanh, giờ lại làm con đỏ. Ơ thôi, cái chiêu tao. Chú trốn à, để anh đi tìm nhá. Em đi chơi trốn tìm. À đây, à đây. Mày chơi trốn tìm à, mày chơi trốn tìm à. Để anh chơi trốn. Đó, xuống nào, vào đây, vào đây. Ngu người. Cái tội trích đi đuổi em mình anh à. Cái kết của chú là chỉ ăn gõ thôi. Alo, chết rồi. Chú thủ dâm này chơi sao? Mày thủ dâm này. Ra đây, chạy đâu? Bị dồn nhiều đạn. Của tao à? Tao làm gì? Tại Lô Kích TV nhé. Chào các bạn. Ôi, hang. Vào vào cho chui. Mày là hai một gõ. Ê, lô ra. Ôi, dồi, ôi, ăn anh á. Ăn anh á, thượng tuổi đâu. Ôi, trai kêu kìa. Kìa, kìa, tôi xong rồi. Ê, để mình kêu họ. Ê. Yeah, I'm so sick.